Tự nhiên cuốn tập đang đẹp bao vô cái dính con nai, còn thấy ghét không? Nên đây là tổng hợp các cách khử con nai nha. Cách 1 là xài dầu gió. Có ai biết thành phần hóa học của dầu gió là gì không? Thông não Yuri biết chứ sao, thấy nó đa năng quá luôn á. Vừa xóa được con nai siêu nhanh mà còn tẩy được keo của các nhãn chai nữa chứ. Cách này duyệt nha. Cách 2 là lấy bút lông tô lên. Nghe hơi vô lý nhưng mà kết quả lại cực kỳ thuyết phục luôn. Cái bút lông giống như mực phong ấn vậy đó. Tô tới đâu hòa tan con nai tới đó. Lấy khăn ẩm lau một phát là bay luôn cái bút lông. Ảo ma Sukuna dễ sợ chứ nè. Cách 3 khỏe hơn rất nhiều. Bao ngược lại thôi nhưng mà ai OCD cả mặt trước lẫn mặt sau cuốn tập thì vẫn bị tức mắt nha. Cách 4 là cồn rửa tay. Ra thì nó cũng ra đó nhưng mà lâu nha. Chà, tới nỗi con nai nó muốn bật luôn á. Ri không đề xuất cách này. Và các bạn còn biết cách nào nữa thì cho Ri biết với nha.